Này, con này là con Pháp màu vàng lam lam. Tổng thể phần đầu ha. Đầu to mỏ cục ha, rất là đẹp. Con này là chỉ có 26 triệu 300 ngàn. Đây. Phần đầu, phần riêng vai, phần sân lưng, phần đùi ha, hai chân sau, hai chân trước. Thì con này có 26 triệu 300. Còn con này cũng là con cọp nha, cọp răng nè, nền đỏ sọc đen, cọp răng ha. Phần đầu, phần vai, hai chân trước, hai chân sau ha. Đây con bò này chỉ có 26 triệu 300 nha. Bò Pháp. Con 263. Con 26 rưỡi. Đây con cọp. Con cọp này em có 26 triệu 500. Nó đầu nó lủi ha. Đây con bò cọp này chỉ có 26 triệu 500. Còn con này 263 là con Pháp. Đây con 263 là con Pháp. Anh em thấy thích thì đến trại mình xem, còn nếu không có điều kiện đi, thời gian đi thì chốt giá mình trả giao cũng được ha. Đây con này Pháp này 26 triệu 300, còn con bò cọp chỉ có 26 triệu rưỡi.